Kevin Durant, anh có phải là người thường không? Tôi đã thốt lên như vậy sau khi chứng kiến cú ném gỡ hòa 109 đều để cứu nguy cho Brooklyn Nets khi thời gian trận đấu còn 6 giây. Quá cảm xúc là những gì tôi và chắc chắn là các bạn có thể cảm nhận được bởi cú ném này. Nhà thi đấu Barclays Center đã không thể ngồi yên sau tình huống có thể coi là điên rồ của tay thần chết gầy guộc này. Tuy nhiên trước khi đến với cú ném này, cùng tôi nhìn lại diễn biến của trận đấu ngày hôm nay, Game 7 là cụm từ khiến ai yêu mến NBA cũng vô cùng phấn khích. Game 7 đã kịch tính rồi, nhưng Game 7 có hiệp phụ thì đó chắc chắn là đỉnh cao của cảm xúc. Trận đấu này là những gì mà khán giả mong đợi, có thể nói đây là game đấu căng thẳng và kịch tính nhất playoff năm nay tính tới thời điểm hiện tại. 10 lần tỷ số được cân bằng, 20 lần thế dẫn điệp được đổi cho đôi bên. Một tinh thần bất khuất không khoan nhượng được thể hiện vô cùng mạnh mẽ ở hai đầu sân. Dưới bầu không khí cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả tại Barclays Center, thế nhưng nửa đen thành phố New York là đội có khởi đầu khá chậm chạp. Họ nhanh chóng làm quen nhịp độ trận đấu và áp đặt lối chơi tấn công tốc độ, không ngại ngần khoan thẳng vào khu hình thang của Milwaukee Bucks. Tổng cộng có đến 10 trên 17 tình huống ném rổ thành công xuất phát từ vị trí này. Như vậy Nets mang khoảng cách 6 điểm bước vào giờ nghỉ giữa hiệp. Thế nhưng nửa sau lại là câu chuyện khác. Ngay đầu hiệp thi đấu thứ 3, chuỗi ghi 7 điểm liên tiếp của Milwaukee Bucks đã giúp họ vươn lên dẫn trước ngay lập tức với tỷ số 54-53. Cả hai đội tiếp tục tạo ra một thế trận cân bằng và tranh chấp với nhau từng điểm số. Sự căng thẳng leo thang khi lần lượt Jrue Holiday, PG Tucker và Blake Griffin mắc 5 lỗi cá nhân vào hiệp 4. Đặc biệt, Holiday và Middleton tỏa sáng kịp thời mặc dù bộ đôi này kết thúc hai hiệp đầu với chỉ 4 trên 22 tình huống ném bóng thành công. Nửa sau họ lên tiếng đúng lúc mang lại lợi thế dẫn trước 109-105 cho Milwaukee Bucks với chỉ hơn 1 phút còn lại. May mắn cho Nets khi họ sở hữu Kevin Durant. KD có tình huống nhảy ném trung bình thành công trước mũi PG Tucker, sau đó Nets căng mình phòng ngự thành công, đợt lên bóng của Bucks đưa về quyền kiểm soát bóng với 6,1 giây còn lại trên đồng hồ điện tử. Những khoảnh khắc cuối trận không còn là câu chuyện của thực lực mà nó chính là thời khắc của bản lĩnh. Từ đường chuyền ngoài biên của Jeff Green, bóng đã đến tay của Kevin Durant. Cả New York đặt niềm tin nơi anh và KD không làm bất cứ ai phải thất vọng. Một tình huống xoay người nhảy ném đẹp đến mê người được thực hiện. Hình ảnh cầu vồng được vẽ ra tại Barclays Center. Bóng đã vào rổ, tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng của bình luận viên khi ấy vì tiếng hò reo của các cổ động viên đã lấn át tất cả. Quá đẳng cấp, quá máu lạnh, quá tuyệt vời và tôi chỉ có thể thốt lên như vậy. Nhưng đáng tiếc rằng mũi giày của Durant đã dẫm lên vạch 3 điểm và cú ném của anh chỉ được tính bằng 2 điểm. Có thể nói Brooklyn Nets chỉ còn cách trận chung kết miền vài milimet. Tiếc nuối đến mức sau trận đấu KD đã phải thốt lên rằng do cái chân to tướng của tôi. Bởi lẽ khi bước vào 5 phút hiệp phụ cả Durantula lẫn tập thể Nets đều xuống sức thấy rõ, cái căng thẳng của một trận đấu game 7 cùng 48 phút thời gian thi đấu chính thức đã bảo sức của 5 con người trên sân. Nets chỉ ghi được 2 điểm ở hiệp phụ từ Brook Brown, trong khi Milwaukee Bucks trong thời gian này có 4 điểm từ Giannis và Middleton. Khi tỷ số đã là 113-111 cho Bucks, một lần nữa Kevin Durant được đặt hy vọng. Người ta nói chết hụt thường sống dài, nhưng lần này Nets không may mắn như thế. Durant có bóng ngoài vạch 3 điểm, theo kèm bởi Jrue Holiday. Sự khó chịu đến từ Holiday là không thể bàn cãi. KD buộc phải ném, một cú ném fade away. Lần này anh không dẫm vạch nữa, nhưng bóng lại không chịu vào rổ. Nó chẳng chạm vào bất cứ thứ gì, nó cứ rơi vào một khoảng không nào đó. Những con tim yêu mến Nets đã hững đi một nhịp. KD ném airball, cú ném đó cũng ném luôn hy vọng chiến thắng của Nets. Thông thường những cú ném như vậy phải chịu rất nhiều chỉ trích, nhưng tôi tin rằng không một ai có quyền chỉ trích cầu thủ mang áo số 7 cả. Chúng tôi đã có thế trận tốt ở hiệp phụ, chỉ là toàn đội đã không thể chuyển hóa thành điểm số được. Chúng tôi buộc phải dành sự tôn trọng cho Milwaukee Bucks, tôn trọng cách mà họ chuẩn bị, cách họ thách thức chúng tôi xuyên suốt series và đã đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Kevin Durant phát biểu sau trận. Siêu sao mang áo số 7 của Nets đã quá nỗ lực, thi đấu trọn vẹn 53 phút, ghi 48 điểm, hiệu suất 47%. Trong khi luôn ở tình trạng bị kèm cặp đến nát bấy cả người bởi những tay thủ hàng đầu của NBA, người hâm mộ thấy tiếc hơn là ghét Durant. Anh thi đấu như thể không có ngày mai, xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân, tuy ném 3 không thật sự hiệu quả, nhưng cú ném trung bình của KD xứng đáng điểm 10 cho chất lượng. Bất chấp sự khó chịu từ hàng thủ đội bạn, gã thần chết gầy guộc này vẫn ung dung vung lưỡi hái của mình để gieo sầu cho những kẻ theo kẹp. Nếu không có Durant, Nets đã chẳng thể đua điểm được với Bucks và trận đấu có lẽ đã kết thúc sớm rồi. Ngày hôm nay cả thế giới NBA ngả mũ trước màn trình diễn của anh, Durant ạ. Trận đấu này của KD sẽ được lưu vào lịch sử NBA với tư cách là màn trình diễn đỉnh cao nhất tại một trận đấu game 7. Và màn tỏa sáng này cũng sẽ được lưu vào bộ nhớ của những người may mắn được chứng kiến một ngôi sao quá đỗi đẳng cấp như Kevin Durant. Cú ném airball ấy hẳn sẽ còn ám ảnh KD rất nhiều.
Sau tình huống ấy, KD đã cúi mặt đầy tiếc nuối. Anh đến Nets để tạo dựng đế chế cho riêng mình, để phá tan cái định kiến cho rằng hai chiếc vô địch anh có được dưới thành trì các chiến binh cầu cổng vàng là ăn mày. Anh đã rất gần với cánh cửa chung kết miền khi dẫn trước 2-0 dù thiếu vắng James Harden. Thế rồi Kyrie Irving cũng ngã xuống vì chấn thương. Big 3 chỉ còn là Big 1. Một mình KD phải gánh thêm phần của hai người đồng đội chấn thương. Đội hình xoay quanh ba ngôi sao nhưng thiếu đi hai, buộc các kép phụ như Blake Griffin hay là Joe Harris bước lên mạnh mẽ hơn. Nhưng thành thật mà nói, họ chưa đủ tầm để gánh vác trách nhiệm lớn đến như vậy. KD đã quá nỗ lực rồi. Game 5, 6 và 7 có thể xem là chuỗi trận thăng hoa và ý nghĩa bậc nhất của anh, một tay săn điểm siêu việt, một ngôi sao toàn năng. Mùa giải với Kevin Durant và Brooklyn Nets đã chính thức khép lại và câu hỏi có lẽ khá nhiều người quan tâm là liệu mùa giải sắp tới Big 3 Brooklyn có tan rã hay không. Tôi lại chợt nhớ đến Big 3 Miami năm 2011. Heat đã bị chỉ trích và chế nhạo khi thất bại trước Mavericks ở chung kết miền. Nhưng những năm sau đó, cả NBA phải đứng dưới đế chế của Miami. Vì vậy chẳng có lý do gì mà người hâm mộ không tin rằng dàn sao của Brooklyn có thể làm được điều tương tự. Chỉ ít là một chiếc vô địch trong 1 hay 2 năm tới. Còn ở hiện tại, bỏ mọi thứ lại trên sân và quay lại mạnh mẽ vào mùa sau nhé, Kevin Durant. Còn về phần Milwaukee Bucks, chúng ta cũng gần gửi đến họ một lời chúc mừng. Brooklyn Nets chịu tổn thất nhân sự lớn bởi những chấn thương, nhưng thắng là thắng, thua là thua. Chúng ta cần thừa nhận rằng bầy hươu rừng xứng đáng với chiếc vé vào chung kết miền Đông. Nếu phía Nets từ khóa hot nhất là Kevin Durant, thì bên đây chiến tuyến Giannis Antetokounmpo xứng đáng với những lời tán dương khi ghi đến 40 điểm và 13 rebound. Chính sự mạnh mẽ của á thần đã giữ cho Bucks một thế trận tương đối sòng phẳng với Nets trong 3 hiệp đầu. Á thần Hy Lạp có trận thứ 5 liên tiếp ghi trên 30 điểm cùng 10 rebound, chính thức cân bằng kỷ lục đội bóng do huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar thực hiện vào năm 1974. Chris Middleton đóng góp 23 điểm và 10 rebound, trong đó có ít nhất 2 tình huống quan trọng ở những phút thi đấu sau cùng. Brook Lopez ghi 19 điểm, trong đó có một cú block cực kỳ then chốt ở hiệp phụ. Drew Holiday đóng góp 13 điểm và PG Tucker mang về 11 điểm cho đội bóng. Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm họ tiến vào chung kết miền. Lần gần nhất họ chứng kiến màn lật kèo ngoạn mục của Toronto Raptors, dù Bucks lúc đó dẫn trước 2-0 toàn series. Tuy nhiên câu chuyện của năm nay rất khác. Chiến thắng tại game 7 này là liều thuốc tinh thần cực tốt cho chặng đường còn lại của mùa giải, cho thấy họ đã sẵn sàng gạt đi những thất bại đắng cay trong quá khứ để làm nên kỳ tích tại năm nay. Bucks đã chiến thắng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngay lập tức người bình luận của đài TNT Charles Barkley tuyên bố Bucks sẽ nâng cao chức vô địch trong tháng 7 tới. Dù sắp tới đối thủ có là ai thì cũng đừng mong bầy hươu chiến có thể chùn bước.